Cách làm món chả tôm chiên xù thơm ngon nước mũi Cách làm món chả tôm chiên xù thơm ngon nước mũi chắc chắn sẽ làm bạn hào hứng. Có rất nhiều cách chế biến tôm thành các món ăn ngon khác nhau. Tuy nhiên, món chả tôm chiên xù là món được nhiều chị em nội trợ lựa chọn thường xuyên nhất. Chả tôm chiên xù vừa giòn, ngon, dễ ăn, vừa mềm mại, dài dài, cuốn hút, khiến cho những thành viên trong gia đình bạn khó mà bỏ qua. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi vào bếp thực hành món ăn này. Chuẩn bị nguyên liệu làm món chả tôm chiên xù: 500g tôm tươi, cà rốt, hành hoa, một củ sả, dầu hào, muối, hạt tiêu, hạt nêm, đường, bột năng, bột chiên xù. Cách làm món tôm chiên xù. Bước 1: Sơ chế tôm. Tôm mua về các bạn bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ chỉ lưng, rửa sạch, để ráo nước và cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 30 phút. Bước 2: Sơ chế cà rốt cà rốt gọt vỏ băm nhỏ. Bước 3. Sơ chế hành xả. Hành hoa các bạn lấy phần đầu trắng, băm nhỏ, xả băm nhỏ. Bước 4. Xay tôm. Sau 30 phút các bạn lấy tôm ra, cho vào mói xay sinh tố xay nhuyễn. Bước 5. Ướp tôm. Các bạn lấy tôm ra bắt, ướp tôm với cà rốt, hành, xả và gia vị như sau. Một thìa hạt nêm, nửa thìa hạt tiêu, một thìa dầu hào, 2 thìa canh bột năng, nửa thìa cà phê đường. Bước 6. Lăn bột trên xù. Các bạn trộn đều chả, sau đó về tròn dẹt từng miếng và lăn qua bột chiên xù để cho chả tôm ngâm khoảng 5 phút. Bước 7. Chiên chả tôm. Các bạn cho chả lên chảo dầu bắt đầu chiên, các bạn lên để dầu ngập chả và để thật nhỏ lửa, chiên từ từ. Khi chả tôm chín đều hai mặt, các bạn tắt bếp cắp ra từng miếng rồi để ráo dầu hoặc cho lên giấy thấm dầu để dầu thừa được loại bỏ, sau đó xếp ra đĩa trang trí và thưởng thức. Cách làm món chả tôm chiên xù này rất đơn giản và dễ làm, các bạn có thể chế biến thường xuyên cho mọi người trong gia đình ăn đổi vị. Chả tôm chiên xù, thành phẩm sẽ có màu vàng nhẹ rất bắt mắt, bên ngoài giòn rụng, bên trong mềm dai dai rất độc đáo.